Rồi, hôm nay em lại xin phép được chào toàn thể các bác, các cô, các chú, các anh chị yêu loan trên toàn quốc. Hôm nay em lại lên video. Hôm nay em vào trong bản, vào trong rừng, gọi là vào trong những cái vùng sâu vùng xa thì mới mới tìm được những cái nguồn hàng về để cho các bác sưu tầm. Hôm nay là nói chung là hàng thì cũng là rất là đẹp, nhưng mà nó hàng thì nói chung là hàng nó hơi đắt một tí. Thì là lấy hàng hôm nay nó hơi đắt một tí các bạn. Nó càng ngày về nó dần dần là kiểu là cái hàng dân bây giờ người ta trồng nó rất là lâu, mà nó người ta thuần thì 2-3 năm rồi mới được một cái giỏ lan, nên là họ bán là hôm nay cũng hơi đắt. Nên là các bác lên là cân đối cái tài chính đấy, có là những giỏ lan thì nó hơi hơi cao một tí đấy, nhưng mà nó rất là đẹp nha các bác nha. Hôm nay vào em vào thật vùng sâu vùng xa mới có đấy. Rồi đầu tiên này em xin được giới thiệu đó là kiều vàng này đấy. Cái này của nó là thân tròn nha, thân rất là tròn luôn này đấy, thân tròn vo nha các bác nha. Đấy, hàng kiều vàng mà thân cây của nó như này. Đấy. Cái này đến 30 cm nha. Đấy, 30 cm. Đấy. Mà họ trồng thêm cả một ít đùi gà nữa này. Đấy, họ lại cần cấy thêm cả một cái đùi gà nhá. Cái này là hình số 17 là 650.000. Hình số 17 650k nhá. Đấy. Kiều vàng. Đây. Ăn nắng thì cực giòn giã nha các bác nha. Hàng này của nó hàng rừng mà ăn nắng thì cực giòn giã rồi. Đấy. Dân người ta đã trồng được mà trồng được thuần như này, nó rất là lâu năm nha các bạn. Rất là lâu đấy. Đấy. Hình 17 650k kiều vàng nha. Rồi tiếp theo này. Nó là đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn. Đấy. Các thân mầm của nó mà nó đã tốt như này nha các bác nhá. Các thân mầm của nó này, đây, một thân mầm, hai thân mầm, ba thân mầm. Đấy, ba thân mầm rất là tốt rồi, rất là cao rồi. Và một thân mầm đang nhú ở dưới này nhá. Đấy, có ba thân mầm. Và có hai thân mầm đang nhú nhá. Đấy, còn thân già mẹ này, một này. 2 3 4 5 6 7 8 8 thân mẹ nhá. Đấy, 8 thân mẹ và có 3 thân mầm dài. Hình 31 là 450k nhá. Hình 31 450k. Đấy, có 8 thân dài và 3 thân con. Đấy. Nhá các bác. Đấy, em quay kỹ cho các bác nhìn. Đấy, đùi gà tròn nhá. Rồi tiếp theo này, nó là kiều vàng nhá. Vẫn là kiều vàng. Đấy. Thân cây thì tròn vo này các bạn. Đấy. Hàng người dân người ta đã tuần rất là lâu rồi nhá. Hình số 7 220k. Hình số 7 220k nhá. Đấy. Các bác xem video thì nhớ lại cho em xin một nút like, một nút chia sẻ vào kênh của Lê Tiến Cường ạ, thì sẽ có video lan rừng Sapa nhà em nhá. Em lại cứ đi vào những vùng sâu vùng xa, vùng gọi là các bác không thể nghĩ tới được, đó là cái vùng mà nó giáp danh với lại Trung Quốc ấy. Đấy, giáp danh với Trung Quốc luôn. Đấy. Cái này là đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn này. Đấy, đùi gà tròn. Cái này của nó là một thân này, hai thân này, ba thân này, bốn thân này, năm này, sáu này, bảy, tám, chín, 10 thân nhá. Có 10 thân mà hàng rễ nó đã bám như này. Đấy, hàng người ta đã trồng thuần rất là lâu nhá. Hàng dân này. Đấy. Em cứ vào trong vùng sâu vùng xa để sưu tầm cho các bác những giỏ lan đẹp ưng ý luôn. Hình 20 là 450k nhá. Hình 20 450k. Đùi gà tròn nhá. Đấy. Các bác xem thì nhớ cho em xin một nút like, nút chia sẻ để em có động lực em đi cứ vào sưu tầm cho các bác. Thế mời cô xuống. Đấy.
Hình 20 là 450k, đùi gà tròn. Rồi tiếp theo này. À, một chậu trồng rất là lâu luôn nhá. Trồng rất là lâu luôn này. Đấy. À, ăn nắng thì giòn giã nhá. Các bác nhìn thân cây của nó này. Đấy, thân cây mà lá thì lá chỉ thiên như này thì các bác biết đấy. Ăn nắng thì cực giòn giã. Một chùm rất là to luôn nhá. Đấy. Em đếm thân cho các bác này. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. 29 thân. Mà dòng này của nó là đang thắt ngọn gần hết rồi nhá. Thân ngọn là gần hết rồi ạ. Đấy, cứ cái này của nó là sẽ đến Tết là sẽ cho ra hoa nha các bác nha. Hoa của nó màu tím rất là đẹp luôn ạ. Đấy, đùi gà dẹt hình 18, 600k nha. Hình 18, 600k. Ăn nắng thì cực phê. Thân cây của nó đấy ạ, dễ riếc. Bám vào già có thể rất là lâu rồi nha. Họ trồng rất là lâu rồi ạ. Đấy, hình 18 là 600k nha. Rồi. Tiếp theo này, đó là đùi gà dẹt nha, vẫn là đùi gà dẹt. Đấy. Mà hàng này của nó là vì thân cây của nó nặng nhá, nặng mà nó to thì là người ta sẽ dùng cái que này để giữ ạ, giữ cây ạ. Đấy. Người ta phải dùng cái que này để giữ cây nhá, để cho nó cái thân cây nó đứng, nó vì là cái phần phần dưới của nó thì nó bé, nó không giữ được cái mình của nó nên là nó sẽ ngã xuống như này nha các bác nhá. À, nên là người ta phải dùng cái que để người ta cắm ạ. Cắm để giữ đấy ạ. Giữ thân cây cho nó đấy. Cả kể cả các bác về cũng phải mình phải cắm que để giữ thân cây cho nó đứng ạ. Không thì nó ngã ra nhìn nó dài xuống ạ. Hình 21 là 450k nhá. Đùi gà dẹt nhá. Đây, 1 thân này, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5 thân, 6 thân, 7 thân, 8 thân, 9, 10, 11, 12 thân nhá. Có 12 thân. Đấy. Hình 21 là 450k nhá. Hình 21 450k. Đấy, em cứ giới thiệu hơi kỹ thì các bác xem cho em nó hơi lâu một tí nhưng em sẽ giới thiệu kỹ cho các bác nhá. Đấy. Rồi tiếp theo này, vẫn là đùi gà dẹt nhá. Hình 19 là 450k. Hình 19 là 450k này. Gồm có các thân của nó này, 1 thân mẹ, 2, 3 này, 4 này, 5, 6, 7, 8, 9. 9 thân mẹ và thân con của nó là 1, 2, 3, 4, 5, 6 thân. Của nó có 6 thân con nhá. Đấy, 6 thân con này. Đấy. Hình 19 là 450k nha các bác nhá. Này. Con cây dài phê luôn này. À, 1 gang, 2 gang nha. Đấy, có 2 gang. Đấy. Là 40 phân đấy. Đấy, thân cây rất đẹp luôn nha. Này, hàng cây của nó đây. Đấy. Em cứ vào vùng sâu vùng xa để sưu tầm cho các bác những giỏ lan đẹp luôn ạ. Hình 19 là 450k này. Hình 19 450k đùi gà dẹt nha. Rồi tiếp theo này, đó là đùi gà dẹt nha. Đùi gà dẹt. Đấy. Cái này họ cứ thế là họ trồng mật à, trên cây dớn này nha các bác. Họ đắp cả cái phần này, họ bọc cả cái giải tải ở ngoài thôi. Đấy, để giữ cái phần trâu cho nó có cái chất để cây nó ăn ấy ạ. Đấy. Về các bác mà có đặt vào cái chậu sành ạ thì cứ thế là đặt luôn nhá, cứ thế đặt luôn vào. Đấy. Mình trồng cứ thế là trồng luôn để cho nó có cái chất dinh dưỡng nó ăn ở trong rồi ạ. Hình 29 là 400k nhá. Đùi gà dẹt này. Gò này các bác nhìn cực phê luôn nhá. Thân dài của nó đạt được này, một gang tay nhá. Đấy. Dài 20 phân. 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10 thân mẹ và có 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 4 thân con nhá. Đấy, thân con của nó mà thân tơ nó đã tốt như này rồi. Đấy, nó khỏe khoắn như này rồi nhá các bạn. Đấy, hình 29 là 400k nhá. Hình 29 là 400k. Đấy. Rồi, tiếp theo này. Nó là sơn thủy tiên nhá. Sơn thủy tiên. Này, củ của nó rất to nhá. Đấy, củ nó củ to củ hành luôn đấy. Đấy. Cái này của nó rất to mà đẹp luôn này. Hình số 1 là 250k nhá. Hình số 1 250k sơn thủy tiên. Đấy. Rồi tiếp theo vẫn là sơn thủy tiên nhá. Sơn thủy tiên ạ. Đấy. Hình số 3 là 180k nhá. Nó thân củ như này nhá. Này. Cao cũng gần một gang nhá. Đấy. Cao gần một gang này các bạn này. Nhìn bảo cứ bảo là ở trong video thì nó to thế nhưng ở ngoài sao lại bé thế. Đấy em đo luôn này. Không có dối trá gì đâu nhá. Có như thế nào em nói như thế nhá. Đấy, hình số 3 là 180k. Nhưng cái kia là bán hết rồi nhé. Trên. Ừ. Rồi tiếp theo này. Đấy. Sơn thủy tiên nhá. Hình số 2 là 200k nhá. Hình số 2 200k. Đấy, phần cây đây. Đấy, em cứ có như thế nào em nói như thế nhá. Đấy, quay cho các bác nhìn không phải các bác bảo được. Thằng này lại cứ cho quay video mà nó lại nói thế mà ở ngoài thì lại bé. Đấy, như thế là luôn đấy. Hình số 2 là 200k nhá, sơn thủy tiên. Rồi, tiếp theo nó là hoàng thảo môi tua này. Các bác nhìn cái giò này rất phê luôn này. Thân cây lá mướt mượt mượt luôn nha. Đấy, họ trồng rất là lâu rồi nhá. Rễ của nó đây nhá các bác nha. Đấy, rễ của nó như này. Đã bám vào cái lá thể như này rồi nhá. Đấy. Về các bác cứ thế là mình chăm bón là nó sẽ có cái chất dinh dưỡng là nó ăn luôn ạ. Rất khỏe luôn. Hình 30 là 400k nhá. Hoàng thảo môi tua đấy ạ. Đấy. Hình 30 là 400k. Tất cả như là còn chưa quay để còn tiến ăn đây. Rồi tiếp theo này, đó là hai đuôi công nhá. Hai đuôi công. Đấy, có một tép. 2 3 4 5 6 7 tép nhá. Có 7 tép này. Đấy. 7 tép thân cây của nó như này nha các bác nhá. Thân cây của nó được độ khoảng tầm mà được hai đốt ngón tay nhá. Cao hơn tí có chỗ thì ba được ba đốt ngón tay nhá. Đấy. Hình 12 là 150k nhá. Hình 12 150k hai đuôi công. Đấy. Rồi tiếp theo này, nó là Vanda nhá. Vanda. Đấy. Thân cây thì lá như này nha các bác ạ. Cực sướng luôn nha. Hình 11 180k nha. Hình 11 180k Vanda. Đấy, họ trồng cả cái cây thanh đạm này. Cả cây thanh đạm. Đấy. Vanda hình 11 là 180k. Rồi tiếp theo đó là đùi gà dẹt này. Đùi gà dẹt nhá. Hình 15 là 100k này. Ăn nắng thì cực giòn giã. Đấy. Hình 15 là 100k. Này. Đấy. Phần cây của nó như này nhá. Đây, đo cho các bác nhìn. Các bác bảo cứ ngoài ngoài thì nhỏ mà trong thì to. Đấy. Cũng một gang tay. Hình 15 100k. Rồi, tiếp theo combo nhá. Combo hai chậu đùi gà tròn này, 200k nhá. 200k. Quá rẻ cho các bác này. Đấy, hai chậu luôn. Quá rẻ nhá, 200k đùi gà tròn. Hình 16 nhá. Cái này là hình 16, là hai chậu. Rồi tiếp theo nó là hình 14 này. Có hai chậu nhá. Hai chậu này thì về các bác cứ thế là mình đặt vào trồng ấy thì nó một cái chậu nó to đẹp luôn nhá. Hình 14 là 280k nhá, đùi gà dẹt. Hình 14 280k đùi gà dẹt nhá. Đấy, có thể mình trồng như này hoặc là không trồng thì là cứ thế là mình chơi luôn nhá. Đấy, hai chậu. Hình 14
là 280k. Rồi tiếp theo này, vẫn là 2 chậu nhá. Có 2 chậu luôn này. Hình 13 là 280k nhá. Hình 13 280k. Đùi gà dệt nhá. Ăn nắng thì cực phê, cực đã, cực giòn giã rồi. Đấy. Các bác ạ. Đấy. Nhớ các bác xem video nhớ cho em xin một nút like, một nút chia sẻ nhá. Đấy, những hình đằng kia còn chưa quay đây. Rồi tiếp theo này. Đó là hôm nay là có cả địa lan nhá. Địa lan này em bán cân nhá. Cân của nó là 100.000 một cân. Đấy, bác nào về cứ thế trồng. Đấy nhá, về cứ thế là trồng nhá. 100.000 một cân nhá. Đấy, địa lan Trần Mộng. Cái này cho hoa vào dịp Tết nha các bác nhá. Đấy, bác nào mà mua cân với cái số lượng lớn em có nhá. Với mua với số lượng lớn em có. Đấy. Bán sỉ và lẻ luôn nhá. Có thể bán sỉ và lẻ luôn. Đấy. Bán kể cả giá sỉ luôn nhá. Giá sỉ thì em bác cứ gọi điện trực tiếp em sẽ bán sỉ cho bác với cái giá nó giá sỉ. Đấy, còn bán lẻ là em bán 100.000 một cân nhá. Đấy, bán lẻ là em bán 100.000 một cân. Rồi, tiếp theo này. Chậu địa lan này, rất to luôn nhá. To khủng vật vã luôn này các bác. Đấy. Họ cứ này về các bác về chơi chơi Tết thì cực sướng luôn này. Hình số 9 là 650k. Đây, hình số 9 nào. Hình số 9 là 650k nhá. Đấy, địa lan Trần Mộng. Rồi tiếp theo vẫn là địa lan Trần Mộng nhá. Đấy, vẫn là địa lan Trần Mộng. Giỏ này cực to cực phê luôn nhá. Hình số 1 chặt như tiền. 700k nhá. Rồi, tiếp theo nó là địa lan nhá. Hình số 10 nhá. Hình số 10 là 700k nhá các bác nhá. À, họ trồng trên cây dớn nhá. Họ trồng trong cây dớn nhá. À, hình số 10 700k, chậu to cực phê luôn này. À. Rồi, tiếp theo này, vẫn là địa lan nhá. Địa lan Trần Mộng nhá. Đấy, họ trồng trên cây dớn này nhá. Hình số 8 là 450k nhá. Hình số 8 450k. Đấy. Rồi tiếp theo này, nó là kiếm tiên vũ nhá. Kiếm tiên vũ đấy ạ. Đấy. Hình số 6 120k. Đấy, họ trồng trên chậu xanh rồi nhá. Đấy. Hình số 6 là 120k. Rồi tiếp theo này, vẫn là kiếm tiên vũ nhá. Vẫn là kiếm tiên vũ ạ. Hình số 4 150k. Hình số 4 150k nhá. Đấy, kiếm tiên vũ ạ. Rồi tiếp theo vẫn là kiếm tiên vũ nhá. Vẫn là kiếm tiên vũ ạ. Hình số 5 là 150k nhá. Hình số 5 150k. Hôm nay lại có hai giải đặc biệt nha các bác nha. Hôm nay có hai giải đặc biệt. Hiếm có khó tìm. Không bao giờ có nữa. Đặc biệt luôn. Đấy, đây này. Một chậu đùi gà nhá, đùi gà dệt. Này, họ trồng trong một cái xô nhá. Bác nào về cứ thế là mình đặt một cái chậu sành ở ngoài. Mình đặt cả cái này vào nhá. Đấy, xong rồi cho đất vào các bạn. Này, một chậu to luôn nhá. Đấy. Ăn nắng thì các bác khỏi phải nghĩ rồi. Ăn nắng thì cực phê rồi. Cực giòn giã rồi. Đấy. Mà hoa của nó đã thành quả như thế này rồi. Đấy, đã có quả đây nhá. Đấy, cái này về các bác nó đã thắt ngọn hết rồi nhá. Hàng đùi gà dệt này nó đã thắt ngọn hết rồi. Hình 35 là 2.500.000 nhá. Hình 35 là 2.500.000. Đấy. Đấy. Nhưng nha, cái này của nó đã ra hoa mà thành quả từ năm ngoái này. Đấy các bác nha. Ra hoa thành quả từ năm ngoái đây. Năm nay bắt đầu lại đón hoạt hoa nhá.
Năm nay các bác lại đón mặt hoa này. Đấy, một chậu to huỳnh luôn. Cái này của nó là bao nhiêu? Bao nhiêu thân đấy? 27 thân. Cái này của nó là 27 thân nhá. 27 thân. Mà mỗi một thân của nó này, 1 2 mỗi một thân của nó là 50 phân. Có 50 phân nhá. Đấy. Mỗi một thân, thân dài nhất của nó phải tầm 60 phân. Thân ngắn nhất của nó là khoảng 40 phân chứ không phải là khoảng nhá. Thân ngắn nhất là 40 phân. Đấy, một chậu to huỳnh nhá. Hàng trồng rất là lâu rồi. Hàng rừng mà người ta đã trồng rất là lâu nhá. Cái này là một khóm luôn nhá các bác ạ. Một khóm luôn chứ không phải là trồng nhiều khóm nhá. Của nó một khóm luôn. Một dề đấy. Hình 35 là 2 triệu 500k nhá. Hình 35 2 triệu 500k. Đấy. Đây cho các bác nhìn. Cực sướng luôn nhá. Ăn nắng thì cực phê cực dê rồi. Đấy. Hình 35 là 2 triệu 500k nhá. Hôm nay đặt, nói chung là em vào không thể, nó phải hơn 100 cây số đấy ạ. Đi vào đến đấy là hơn 100 cây số. Vào xong lại còn phải leo đồi các bác. Đấy, tìm, đi tìm những hàng đẹp và độc và lạ luôn để cho các bác được sưu tầm nhá. Rồi tiếp theo này, đó là đùi gà dẹt nhá. Đùi gà dẹt. Đấy. Thân cây như này nhá các bác ạ. Cực phê cực sướng luôn. Thân cây nó to, trên nó to nhá, gốc nó bé. Thì họ phải dùng que để họ dùng que nhá, để đỡ lấy thân cây đấy ạ, cho nó đỡ ngả xuống nhá. Đấy. Về các bác mà nó như thế nào các bác cũng phải mình cũng phải dùng que để đẩy nó lên nhá. Hình 33 là 450k này. Hình 33 450k, gồm 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4, 5, 6, 7, 8, 9 thân nhá. 9 thân. Đấy. Các thân của nó đây. 1 40 phân. Đấy nhá. Có như nào em nói như thế nhá, không sai một tí nào luôn. Đấy. Hình 33 là 450k nhá. Đấy, có thân dài, có thân ngắn nhá. Nhưng thân dài của nó phải tầm 50 phân nhá. Rồi tiếp theo. Đó là đùi gà tròn nhá. Đùi gà tròn này. Đấy. Các bác nhìn thấy cái khóm rễ của nó nhìn thế ạ. Nó phình ra ngoài, nó bao trùm cả một cái cây dớn này này. Đấy. Đúng là hàng người ta đã trồng lâu năm gì. Không thể chê được. Hình 24 là 450k mà hàng của nó đã này. Ngọn của nó là không còn tí nào nữa là vút một vụt luôn rồi nhá. Bây giờ để nó nuôi thân này. Đấy. Hình 24 là 450k này, gồm 1 thân, 2 thân, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8 này, 9 này, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Có 17 thân nhá. Đấy. Các bác nhìn này. Cực xê ngon ạ. Đấy, họ trồng như này rất đẹp luôn nhá. Đấy. Hình 24 là 450k nhá. Đấy. Cực đẹp luôn. Rồi tiếp theo này. Vẫn là đùi gà là tròn nhá. Hình 25 là 450k nhá. Hình 25 450k. Đấy. Hình 25 là 450k, gồm 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 này, 5 này, 6 này, 7, 8, 9 này, 10 thân nha. Có 10 thân. À. Hình 25 là 450k. À. Em cứ lấy hàng về là quay luôn cho các bác cho nó nóng. À. Quay luôn, làm việc luôn. À. Đặc biệt thứ hai này. Đặc biệt thứ hai nhá, giò đặc biệt thứ hai này. Đó là đùi gà dẹt nhá. Đấy. Giò đặc biệt thứ hai đùi gà dẹt. Hình 34 là 3 triệu 500k nhá. Không có đâu.
tìm không bao giờ có giò thứ hai đâu nhá. Hình 34 là 3.500.000 gồm 60 thân tơ nhá. 60 thân tơ. Ăn nắng thì cực phê, hàng rừng thì đấy, họ để như này. Và một tóm to luôn nhá. Này. Họ trồng trên cây dớn đấy ạ. Đấy, rễ như này nha các bác nhá. Rễ bao trùm luôn này. Đấy. Cái này mà đặt trên một cái chậu thì nó ra hoa thì không chê vào đâu được các bạn. Hình 34, 60 thân tơ và 3.500.000 nhá. 3.500.000. Nói chung là em lấy hàng thì cũng hơi đắt nhưng mà nó lại tuyệt đẹp rồi. Không phải chê vào đâu được nữa các bạn. Đó, thân cây của nó dài dắn đắt như nhau luôn mà cho hoa chắc là cho hoa đều luôn đấy ạ. Đều thắp ngọn hết rồi. À, cực phê luôn nha các bác nha. Cực phê luôn. À. Rồi tiếp theo này. À. Đùi gà dẹt nha. Vẫn là đùi gà dẹt này. Họ trồng trên cây gỗ lũa nha. Cái này họ trồng trên cây gỗ lũa đấy. À. Hình 37. 550.000 nhá. Hình 37 550.000. Đấy. Thân cây của nó như này nha. Các bác đặt lên trên một cái ấy là nó sẽ tỏa như này, rất đẹp luôn nha các bạn. Rất chi là đẹp luôn nha. Cái này gồm có một thân này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 8 này, 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 thân mẹ. Và thân con của nó là 1, 2, 3, 4. Có 4 thân con nhá. 4 thân con đang mọc rồi ạ. Rất là to dài nha. Đấy, hình 37, 550.000. Hình 37, 550.000 nhá. Đùi gà dẹt. Nói chung là hàng hôm nay em lấy thì nó hơi đắt một tí nhưng cực đẹp. Không chê vào đâu được các bạn. Không chê được. Rồi tiếp theo này, hình 22, đùi gà tròn nhá. Hình 22, đùi gà tròn. Đấy. Hình 22 là 450.000. Đấy, các bác ạ. Nói chung là lấy lô hàng nó đắt thì em cũng phải kênh lên một tí công. Là nó hơi đắt một tí. Thì còn những lấy những lô hàng nó rẻ thì em cũng bán rẻ cho các bác. Đấy. Hình 22 là 450.000 nhá. Này. Đây thằng kia đi vào đây. Đấy. Đi vào. Rất đẹp đây. Luôn nha các bạn. Thân cây nó này. Rất chi là đẹp luôn ạ. Gồm có bao nhiêu thân tơ em đếm luôn cho các bác nhá. 1 này, 2 này, 3 này, 4 này, 5, 6 này, 7, 8, 9, 10 thân mẹ. 11 thân mẹ. Và có một thân con. Đấy, có một thân con mà nó đã dài như này nha. Một thân con mà nó đã tốt như này rồi ạ. Đấy, cao như này rồi nha. Hình 22 là 450.000 nhá. Hình 22 là 450.000. Rồi tiếp theo này. Vẫn là đùi gà dẹt nhá. Đùi gà dẹt. Các bác nhìn thấy những cái chậu này nó tỏa đẹp không ạ? Đấy. Cực xuống luôn. Đấy. Hàng hình 23 là 480.000 nhá. Này, các bác nhìn thấy sướng không? Này, đấy, thấy không? Ồ, đẹp dã man luôn. Đấy, hàng, nghĩa là cái trong cái bản này ấy, là họ ở gần Trung Quốc. Đấy, họ vào rừng già. Họ mới lấy được những cái hàng nó đẹp như này nhá. Họ về họ trồng, họ thuần rất là lâu rồi ạ. Cái này là họ thuần 25 đấy, hơn 25 đấy. Đấy, hình 23 là 480.000. Gồm 1 thân này, 2 này, 3 này, 4 này, 5 này, 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10, 11, 12. Có 13 thân nhá. 13 thân. Đẹp cực phê luôn. Đấy. Đều như nhau nhá. Cái này nó khoảng 30 phân nhá. 30 phân nhá các bạn. 30 phân nhá. Trên 30 phân thì em chỉ tính 30 phân thôi. Đó, hình 23 là 480.000.
Hôm nay em lên nó hơi giới thiệu hơi kỹ một tí, nhưng các bác phải cứ xem cho em nhá. Cứ đợi chờ và xem cho em, xem cho hết video. Đấy. Hình 32 là 450k nhá, đùi gà tròn. Hình 32 450k, đùi gà tròn nhá. Gồm 1 thân, 2 thân, 3 thân, 4 thân, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 thân mẹ và có 2 thân mầm. Rất là dài rồi nhá. Có 2 thân mầm rất là dài rồi ạ. Hình 32 là 450k nhá. Rồi tiếp theo này, vẫn là đùi gà tròn nhá. Đấy, vẫn là đùi gà tròn. Những cái nào mà nó thân cây của nó nặng quá thì họ sẽ dùng que nhá. Họ dùng que họ ghim vào đấy ạ. Đấy, để giữ nơi nó ạ. Đấy, để cho nó thẳng như này ạ. Đấy. Hình 28 là 450k nhá. Hình 28 450k. Đấy, thân cây như này nha các bác nha. Đấy, họ trồng trên cây dớn mà nó là rễ của nó như này rồi. Đấy, trồng rất là lâu năm rồi nha các bạn. Đấy, trồng rất là lâu. Hình 28 là 450k này, gồm 1 thân mẹ, 2 3 4 này, 5 này, 6 7. Có 7 thân mẹ nha. Thân dài luôn nha các bạn. Dài cực phê luôn này, 1 gang, 2 gang. Nó 50 phân. Đấy, thân rất là dài luôn này. Hình 28 là 450k. Rồi tiếp theo này, đó là vẫn là một chậu đùi gà dẹt nha, đùi gà dẹt. Đấy, thân cây nó như này nha các bác nha. Đấy, rất to khỏe rồi. Hình 36, hình 36 là hình 36 là 500k nha. Hình 36 là 500k. Đấy, gồm có này, đếm luôn cho các bác nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 thân nha. Có 18 thân. Đấy, 18 thân nha. Hình 36 là 500k. Rồi tiếp theo này, vẫn là đùi gà tròn nha. Đấy. Họ trồng vào trong những cái chậu cây dớn này, nhìn nhỏ nhỏ xinh xinh rất đẹp luôn. Nhưng mà trên thân cây thì các bác nhìn nhé, cực phê luôn này. Đấy. Này, thân cây như này. Đấy. Hình 27 450k nha. Có 10 thân, 11 thân nha. 11 thân mẹ. Đấy. Có 11 thân mẹ luôn. Đấy. Đều thắt ngọn hết rồi nha các bác ạ. Thân cây thì đều thắt ngọn hết nha. Đấy, bây giờ họ đã thân cây đã thắt ngọn rồi thì nó sẽ nuôi cây xong nó sẽ ra hoa vào dịp Tết này. Rất hay luôn. Hình 27 450k. 13 thân mẹ, 1 thân con. 13 thân mẹ, 1 thân con. Rồi tiếp theo này. Đấy. Đùi gà tròn nha. Hình 26 là 650k. Đùi gà tròn. Hình 26 là 650k nha. Có 12 thân mẹ và 3 thân à. 3 thân mầm nha. 3 thân mầm thì đang nhú lên rồi ạ. Đấy, 3 thân mầm nhú rất dài. Mà cái hàng này của nó họ đặt họ trồng ở trên một cái nồi nhựa xong là họ bỏ ra. Họ bỏ ra họ cho sang cái gốc cây dớn là nó hơi mới nhá. Nhưng mà cái thân cây của nó là thân cây thì nó đã thuần rồi nhá. Thân cây đã thuần rồi. Đấy. Thân cây đã thuần nhá. Đấy. Thân cây đã thuần và nó đã bám rễ như này và họ mới cho ra cái cây dớn này thôi, nhưng không sao các bạn. Nó sẽ vẫn về mình cứ chăm bón tưới nước là nó sẽ bám rễ ra cây dớn này nhá. Đấy, cây dương xỉ đấy ạ. Hình 26 là 650k. Đấy nhá. Hình 26 là 650k nhá. Nay em đi sưu tầm các bác những lô hàng thì không chê vào đâu được, cực đỉnh, cực đẹp luôn. Rồi tiếp theo này, đó là
Hoàng thảo long nhãn nhá. Hoàng thảo long nhãn. Này. Đấy. Thân cây như này. Này. Đấy nhá. Cái này là cây nó nặng nhá. Em nó vẫn nói từ đầu là cây nó nặng thì họ sẽ dùng que nhá. Họ dùng que để họ giữ lấy thân cây nhá để cho nó thẳng đứng đấy ạ. Đấy. Hình 39 là 400k nhá. Hoàng thảo long nhãn. Đấy. Thân thì của nó này, 1 2 3 70 phân. Dài 70 phân nhá. Còn những cái thân tơ mới mọc lên của nó là được 30 phân. Đấy. Rất nhiều phân mầm tơ dài nhá. Hình 39 là 400k. Hoàng thảo long nhãn nhá. Đó, hoa của nó màu vàng rất đẹp luôn này. Rồi tiếp theo này. Vẫn là hoàng thảo long nhãn nhá. À. Thân cây dài vút 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 luôn này. Đấy. Này quay xa cho các bác nhìn này. Đấy. Cực sướng luôn nhá. Đấy. Thân cây của nó to như này nhá. To phập phờ nữa đấy. Đấy. Quay gần cho các bác. Cứ thân cây nó nặng ấy, thì họ sẽ dùng dây để dùng que hoặc dùng thép nhá để họ ghim lại ạ. Ghim lại cho nó thẳng cái cây này nhá. Đấy. Hình 38, hoàng thảo long nhãn, 450k nhá. Hình 38, hoàng thảo long nhãn, 450k cho nụ hoa của nó này. Cực phê luôn ạ. Đấy, thân cây nó như này nhá. Đấy, về các bác có thể là mình dùng cái cây dùng cái thép nó cứng hơn đấy để cho nó đứng luôn nhá. Về mình giữ nó đấy. Đấy. Hoàng thảo long nhãn. Hình 38 là 450k nhá. Rồi tiếp theo em xin được giới thiệu này, đó là củ tam thất nhá. Củ tam thất nó đây ạ. Đấy. Cái này là của nó mà 1 cân độ khoảng tầm 50 củ, hơn 50 củ nhá. Đấy. Cái này là có giá là 1 triệu 100 1 kg nhá. 1 triệu 100 1 kg củ tam thất nhá. Đó, củ tam. Đấy, củ tam thất nhá. Nó công dụng này, bổ máu này, làm đẹp da và tiêu viêm trừ u, tốt cho người ốm yếu, phụ nữ sau khi sinh, rất tốt luôn cho nha, rất tốt cho cơ thể đó. Đấy. Cái này về các bác về cọ sạch xong là mình xay nghiền ra để mình pha với nước uống nước sôi hàng ngày hoặc là mà mình pha uống mật ong này, rất là tốt luôn. Đấy. Uống cùng với mật ong rất là tốt nha. 1 triệu 100 1 kg củ tam thất nha. Cái củ tam thất đây này là các bác cứ về mình xay ra xong là mình uống vào cái buổi sáng thì nó tốt hơn. Buổi sáng thì cho nó tốt, nó sẽ tốt hơn cho cơ thể đấy. Đấy. Rồi tiếp theo này, nó là nụ siêu bao tử tam thất nhá. Nụ siêu bao tử tam thất. Đấy. Cái này là nụ non nhá. Cái này là nụ non của nó đấy ạ. Đấy. Nụ non, hàng ngon đấy ạ. Cái này là có giá là 900.000 1 kg nhá. 900.000 1 kg ạ. Đấy. Công dụng này, bổ máu này, sáng mắt và chữa đau đầu này, mất ngủ, tăng cường sức đề kháng và điều hòa huyết áp, rất tốt cho nó đấy. Về mình pha nước hãm uống nước hàng ngày nhá. Cái này mình pha nước hãm nước uống hàng ngày đấy ạ. Rất tốt đấy. Rồi, tiếp theo vẫn là nụ non siêu bao tử tam thất nhá. Cái này là nụ non này là của nó là nó hàng này là 800.000 1 kg nhá. Đấy, 800.000 1 kg. Nụ non ạ, còn công dụng thì vẫn là như trước nhá, công dụng của nó vẫn như nhau nhá. Loại 800 với loại 900 đấy ạ. Có hai loại nhá. Rồi, tiếp theo này, nó là trà sâm dứa, trà sơn mật hồng sâm nhá. Trà sơn mật hồng sâm. Cái này về các bác pha nước uống hàng ngày. Đấy, rất tốt luôn. Công dụng là bổ thận này, mát gan này, lợi mật này, chữa mất ngủ và nội tiết kém này, tiểu đường này, giải độc cơ thể này và tiêu hóa tốt. Đấy. Tốt cho bệnh tim mạch, rất là tốt. Mình pha nước uống hàng ngày nha các bác nha, pha thay trà uống hàng ngày rất là tốt luôn đấy. Đấy. Cái này là có giá là 50.000 một túi này nhá. 50.000 một túi ạ. 50.000 một túi nhá. Rồi, vừa rồi em giới thiệu cho các bác những giò lan của hàng dân, mà hàng dân thì vùng sâu vùng xa, vùng vút vút luôn, gần giáp với Trung Quốc đấy ạ các bạn, giáp với Trung Quốc ấy.
nó là cái hàng rừng gần rừng già, nó là thật sự là ở đấy là rừng, những cái gốc cây của nó là ba hai người ôm không hết được cái gốc cây của nó, thân cây thì phê lắm, nhìn đúng là đi vào trong đấy mới biết được nó tận hơn trăm, gần 200 cây số nhé các bác. Đấy, hôm nay em sưu tầm cho các bác, nhưng giò lan thì nó cái lô hàng thì nó, hôm nay là em lấy nó hơi cao một tí, thì các bác là cũng em phải vẫn là bán là vẫn kênh giá có một tí công. Đấy, em vẫn đi sưu tầm cho các bác những giò lan đẹp. Đấy, em hôm nay là em giới thiệu cho các bác, em xin các bác cho em xin một nút like, một nút chia sẻ để cho video em được phát triển, mọi người biết đến nhiều nhá. Rồi em xin tạm dừng video ở đây và xin chúc các bác có một ngày làm việc vui vẻ nhá.